bao ngày mong nhớ ta sống bên nhau cho hạnh phúc êm đềm. Hay trời ca dữ à. Ai gây cho mối tình tan hoa hương. Nữa nữa chị, hết đại khí hay gì? Hết là hết đường. Cài coi. Mày chơi coi. Chuyện người ta về đây tan điếu hết lá, chỉ một hai kéo tan từng mây cội. Nghe đến hai hôm sau, nghe tin em lấy chồng, lúc đó thì mình đã tan nát. Đang ẩm nhỏ mà. Người ta đã alo, hình sự nó kêu đến, hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ. Anh móc ra năm chai nhét vô tay hình sự mà đâu nó không chịu nhận. Quá hay. Mới chiếc hình tờ từ từ thôi uống một cốc chơi nè. Bà cà chế hay trời. Đây lấy gì lấy nước cho bà kìa. Anh Tịnh ngồi xuống, anh Tịnh hỏi xuống cho bà. Trời ơi, kêu ngồi là ngồi xuống trời. Ê, Bảo Trung. Bảo Trung ngồi xuống đi anh Bảo Trung. Quảng cáo đây. Rồi, quảng cáo đây. Chương trình ca nhạc Bảo Trung là âm. Nè, hút mát. Con bồng cho. Hút đi nè. Đây, đây hút cho. Bồng đi. Đây đúng là dân chơi đó cả nhà. Dân chơi mà thứ thấy tình thẳng eo nói bắn nặng thằng cũng nứt như thằng ngọt thằng cụ tiêu. Ừ, tới đây cụ tiêu. Bắn ra rồi xong rồi xuống đây rồi là... Thì kêu bà đó lại mua một bụng thuốc thôi, không thuốc không? Thì chị chinh bồng nhỏ đi. Thôi khổ tới đi bồng cho bổng cuốn ai cho bồng. Đọc coi. Mẹ ơi, hôm nay trai con trai bà sẽ không về. Làm đứa con ngoan thì không dễ. Đường phố bụi bặm con thích lội làm sao với người ta. Con không thích ở nhà, con thích lận lội với người ta. Quá hay luôn. Chạy theo em kia, em nào 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 bố lâu. Đúng chị. Đây tôi toàn. Đời tôi tan nát. Hôm nay tôi phải cặn say. Say. Say vô uống nè. Vô nước biển cái đi rồi nói gì nói. Lạ thì chứ. Chế sao cái mình đọc này. Đọc thiệt chứ. Dân chuyên nghiệp của nó vô là tự nhiên nó ngưng lại lúc gần này đi nữa ngưng lên đó. Hay chết. Hay mà đây đâu. Mà chế cái bình kìa, ai chế cái bình? Không có chế cái bình này ở bên cái đét nó gửi về rồi hai chồng. Không, cái bình này á, cái bình này người anh cho. Anh nào? Anh cái nghĩ. Này làm kỷ niệm luôn. Anh nghĩ á, anh nghĩ cho nó đó. Anh nghĩ bên xã là không có rồi, không có. Không có rồi, ai dùng viền mà. Dùng viền cái đầu mày dùng viền. Nghĩ quá. Đánh. Anh của tôi á trời. Yeah. Nó la hoài mà nó không nghe. Dạ, thằng Trúc á, Quý Ngôn, bữa nay đi ngang cái đoạn đường là làm từ thiện á, mà thấy cái cặp vợ chồng nè, chồng 50, vợ mà 20 á, gặp lại nè, đang quánh visa chèn. Chị ơi, chị đang phòng cái nó cái gì á? Bé. 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 Rồi cái này giao kèo là mình quánh cách sao, người trúng không trúng sao, anh Tịnh chắc quánh hay lắm nha. Trúng mà hả? Rồi chẳng là hô à, uống luôn đi. Dưới hả? Tịnh quánh kìa. Cắt lửa vòng trăm nước rồi đó. Cắt lửa vòng trăm kìa. Trời ơi, mình quý vị, bữa nay anh nóng cười kìa. Anh thua kìa. Quánh 20 điểm mà không quên. Ê, anh thua kìa. Quýnh 20 điểm, bây giờ được mấy điểm anh Tịnh? Chưa quýnh lâu chưa? Quýnh 2 điểm. Quýnh 2 điểm. Quýnh 2 điểm. Ôi trời. Rồi, anh thua kìa. Ê, anh thua kìa nha. Dám rồi. Nó xong thật. Ghê trời. Ghê lần. Tay mà. Nó có phạm vui quýnh. Ồ.
Rồi gọi chúng là sao? Giờ tới anh Tịnh quá nha. Một bể. À, một bể. Quá. Biết lắm. Rồi à, mình kéo nha. Ừ. Trời ơi, ông phục rồi kìa chị Trinh ơi. Đúng rồi. Chúng đầu xuống. Vô. Ông quên chơi trắng á. Vô duyên. Đá con ta là quýt. Ôi. Chắc ba bi mà. Ừ. Biết rồi ba. Không. Rồi đi lại đánh mặt đi. Nước biển nha. Đâu phải ai đâu. Làm đi 11 rồi má ơi. Đâu có mua đâu. Đâu phải phốt mẹ. Đâu phải mua đâu mà uống đâu phải phốt. Biết lời thì thua. Người cao ngủ bây giờ. Đi ra ốp cái kia cao ngủ bây giờ rồi cuối kia. Một tay một con một tay này chị. À, anh Tịnh thua rồi kìa. Rồi sao? Anh học bài. Chưa có được ai được điểm mà. Điểm mày điểm. Trên điểm mình á. Em ơi em hơn á. Ghê chè. Buồn quá phê dữ quá ta. Quá dữ luôn. Không phải đâu. Bóc lên nè. Lên nói kìa. Kéo điểm mình không lấy được. Lên. Ê, ngủ luôn kiểu gì anh gái ơi. Quên. Quýnh vô nó quýnh nắc nha em. Rồi quánh cái này giao kẹo gì rồi ai trúng thì là không uống nước biển còn. Ủa ai trúng thì không uống nước biển còn trúng phải uống ha anh. Quýnh 20 điểm một con sữa bọt. 40 ngàn. Quýnh cái đường cơ ác còn 2 chậm mình uống. Còn ngủ thì cái đó là giải cát. Giá gì của tôi à, không có trúng à. Cái gì trắng. Em ơi, ra kìa. Dạ, đúng không? Đó, lõm, lõm nghiêm lắm. Để coi, phá nó phát bọc. Ứng vườn. Đó, lõm đi ra vườn, phá. Đó, thay quánh đi ra thì cái gì? Ê, chẳng có chứ hả? Đúng rồi, đâu quánh đây. Hai. Hai rồi. Đúng. Dễ gì rồi, đá ông 5 triệu. Ủa, đá tôi nói 2 quá à. Đá tôi 2. Đá tôi nói 2 mũi. Đá tôi 2 có 3. Cho nó xuống mũi. Cho nó ngủ thôi chị Trinh. Là tại chị quấn cái gì? Ừ. Nó vừa đây. Ừ. Lấy ra mà. Ừ. Cắn là cắn à, cắn hoài. Cái mà cũng cái nào cũng chi. Trời ơi, vừa quánh pizza mà vừa ngủ nha. Chị bồng ra đi, chị bồng ra đi, ổng xuống rồi đó. Ông quánh người uống xỉu luôn. Rồi chị bồng ra cho nó. Ông quay về cái nữa rồi. Một điểm. Rồi vô luôn đi ra. Bồng nhỏ đi. Nó thấp gì tích. Không à. Đi đâu rồi. Đúng. Đúng cái à. Đi cơ khác kìa. Đổi cơ hay cơ. Phẳng. Nổi. Lâm bụi. Một gió quay. Bay. Ngủ đi. Ơi gì. Cũng hay lắm á. Dạ bà không nhường á. Ừ, học bài. Chung cá cơ, nói tới cho bà không nhường á. Được rồi, được rồi. Được rồi, được rồi. Được rồi. Giữ lên trời. Quẹt. Quẹt nghe em. Quẹt cho trắng không? Gì trời, nó chi vô. Đây. Tới không?
Rồi nghĩ cô đúng không? Không mình nín thôi, bỏ mũ rồi chiên cái đậu lại rồi phóng lên rồi kéo quần ra đây quần nó con kìa đá làm nó kìa chưa một nha một Ôi, chân gian gì chết ơi. Vậy mấy à? Một con gian vậy? Đúng rồi. Chúng mà quýnh đây trời, kêu con quýnh gì? Mở ra kêu nào? Ân gian ha. Kêu mèo nhắc ba đi quá. Kêu ba mua cứ kêu bà rồi đó. Ba ba ba. Không thiếu được đó. Kéo. Không, nè, coi nè. Một điểm coi. Điều nghe đây. Thấy ghê không? Thấy ghê chưa? Quá dữ. Quá dữ chị Trinh ơi. Rồi, thêm điểm nữa coi. Ra mới được con hỏi con á. Rồi, thêm điểm nữa chị Trinh ơi. À. Quá im. Yeah. Hai. Đi cơ hai luôn cả nhà. Thôi có ba. Ô không biết lựa được luôn kìa. Có chào. Không quá. Tốt rồi. Đúng rồi. Ờ kéo luôn kìa. Dư dư chị cho. Thì miếng luôn. À đấy, đấy. Tôi hẹn con ngồi mày mà tôi biết một cái. Ờ đúng rồi. Con khí khô. Ngủ cao. Cứ nhai. Đã rồi. Là nãy giờ là chị chết 3 hay 4 rồi. 4 chứ. Bốn chưa? Bốn mới đúng, chị Trinh ơi, bốn mới đúng. Bốn điểm rồi. Còn 16 điểm nữa. Cái gì vậy? Uống nước chắc. Rồi, uống nước. Uống nước chắc là nhớ thương. Ừ. Cái này. Vừa quánh bì da, vừa nhuận nó biệt vô. Không, vừa quánh bì da, vừa nó nhỏ nhãn đùm chùm. Không mà góp mà đừng có đổ chứ trong đây nha, ướt cái thầy đông tao lắm. Nó ướt vô đây là được, nó đổ lại luôn à. Dạ. Tao phải cắt nửa giường chăn. Cũng như nó nhiễu được luôn. Ui ôi, kìa. Con gì à, gì à. Ê, 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 đó, một luôn rồi kìa, một luôn rồi. Ừ, một điểm. Ngọt rồi đó, uống nhiều lắm. Uống đi. Lỡ quá ha. Lâu lâu mới hết chạy cổ một ngày. Nó cổ không có em yêu. Quá. Ừ, đi về luôn. Vô luôn rồi đó. Dạ. Chạy nữa là quay lên là lúc chúng rồi, rồi vô rồi. Đây, vô rồi. Vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, tao kêu sách rồi đó. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi, hai giọng ra nhậu vô với con gốc mùng khe khe nóng à. Con gà hết mỏ nhỏ à. Không hiểu không vậy? Trời mà cái vậy? Đã. Má ơi, má người đã. Chứ mình ở đâu? Cầm đi. Làm thương nhau đi. Thôi khỏi đi. Đừng dụ quá ngay. Thôi hết đi rồi. Hay vợ chồng ngủ yên giá, hay chồng ngồi giảm gì đâu yên giá. Ừ. Hết luôn, hết đi luôn. Ừ, nhắn vô. Ừ, nữa, hết nữa. Thêm hết nữa. Sao? Cái máy đó là cái máy gì chứ chứ? Một là ba rồi á. Máy điện tử rồi. Tớ ăn. Uống đây. Rồi nó khóc. Để. Quay về trễ. Ờ, hết sữa hả? Hết sữa hả? Ờ, này nè. Vàng, hãy xuống lấy sữa đây. Tôi mua sữa rồi quý vị nha. Mua sữa.
Cái cắn khúc này người 4, người 6 mà người 4 điểm, người 6 điểm. Dạ đâu mà dạ, ngủ cả gì đây. Người mòn gì vậy? Phải đi. Chưa. Nãy giờ có trúng không? Thả nó chưa? Nãy giờ có trúng không? Trúng cái này trước đi. Chúng này uống cái cầm kêu cái uống nước này ha, không phải đâu, này nước biển ba ơi, nước biển không biển chứ phải nước ha. Ê cái anh cái đồng ba mà không có mồi luôn á, ông Tịnh thì cái này cái kia, nước này nước kia. À Trinh dùng mồi là tới quận của chị Trinh ha, anh Tịnh uống đây rồi uống dùng luôn rồi. Hợp tiết luôn. Rồi lên nó nào bắt gà có tiêu. Cô nó bằng em đắng là hụt lắm. Chúng tôi đi bằng đầu ra đạo miệng luôn. Thấy ở bên đây. Hai tay đi bạn ơi. Chắc một tay luôn kìa. Đi để bà chém. 6 điểm. Anh Tình 4 điểm. Kẹp cho là bạn ơi. 8 hả? Tám hả? Do mà chín luôn. Chín luôn thì thôi, không xin. Chờ không xin. Đó giờ không xin. Má đánh một em có hả? Đánh đi. Chúng không? Biết. Chín rồi. Cái đầu này bùi. Rồi, rồi, rồi. Một điểm luôn rồi. Chín ơi, danh khói miệng luôn rồi. Nữa nè, nữa. Bốn hai lâu lâu quá. Ê, lên vừa lúc vào phút. Hai. Bao ngày mong nhớ ta sống bên nhau cho hạnh phúc êm đềm. Hay trời ca dữ à. Ai gây cho mối tình tan hoa hương. Đúng rồi, đúng rồi. Hết rồi, biết hay gì? Hết rồi, hết đường. Cài coi. Để chơi coi. Xin người ta trời đây tan điếu hết lá, chỉ một hai kéo tan từng mây côi. Nghe đến hai hôm sau, nghe tin em lấy chồng, lúc đó thì mình đã tan nát. Đang ẩm nhỏ mà. Ẩm ẩm mà hót, từ đầu lên đến đúng cái này đúng không nha. Người ta đã alo, hình sự nó kêu lên. Hình sự hỏi sao anh giết người vô cớ. Anh móc ra năm chai nhét vô tay hình sự mà đâu nó không chịu nhận. Quá hay. Mới chiếc hình tờ từ từ thôi uống một cốc chơi nè. Bà cà chế hay trời. Đây lấy gì lấy nước cho bà kìa. Anh Tịnh ngồi xuống thôi, anh Tịnh hỏi xuống cho bà. Trời ơi, kêu ngồi là ngồi xuống trời. Bảo Trung. Bảo Trung ngồi xuống đi anh Bảo Trung. Đó, nó quảng cáo cái. Rồi, quảng cáo đây. Chương trình ca nhạc Bảo Trung là bác âm. Dĩnh, 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 d
dân chơi mà thứ thấy từng thấy ông nói bắn nặng thằng cũng không ngọt thằng củ tiêu. Ừ, thằng củ tiêu bánh pizza rồi xong rồi xuống đây rồi thì kêu bà đó lại mua một bột cuốn thôi, bánh cuốn ăn thì chị Trinh bọng nhỏ đi không khỏi để tôi bọng cho bột cuốn ai cho bọng. À, rước tôi đó nhớ em không chị? Nên ừ, không nhớ trời. Đó mèo con ngủ. Ừ, mèo con nó giỡn à. Mày mua tàu hủ làm gì? Tàu hủ ăn. Ừ. Trời, muốn em đâu rồi? À biết. Dạ. Trên đó lấy giùm ơi. Đâm ơn. Cho ba ăn giữ con mèo con. Thôi có bán không? Bán gì kìa? Bán gì? Mèo. Mèo ngoan hả? Tôi có người dạo ngoan đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau. Này anh linh chiến đồ cố binh ăn nè uống à. Ờ, hết bụi rồi đó Vũ. Ồ ờ, hết hết bụi rồi đậu bà uống đi ơi. Ừ. Mới ngầm hôm nó vậy cái bình đó bình có khuyết điểm vô là nó vừa đầy đi là nó ngưng ha. Cái bình này tới mít dữ lắm. Không mà. Nhưng mà cái bình này là gót vô. À đừng gót. Càng quá. Gót càng nó không ra. Năm mươi năm. Ừ. Năm mươi năm. À nó tới đây rồi là nó ngừng. Đập rồi dạ. Cái bình lá ha. Cái bình đó chị mua. Có gắn pin gì không? Cái bình này làm hết. Tự làm luôn. Ừ. Đâu bây giờ chị Trinh sử. Bây giờ nè. Vô nè. Nó đâu có gì đâu, nó tạm ông mới tắm bi á. Ừ. Đạm bi á. Khoan bây giờ đâu chị Trinh xử hết cái đó đi rồi gót lại em coi coi. Gót cho anh Tình đi em coi coi. Ừ. Đây đây đây. Thôi. Đủ tự nó ngưng luôn kìa. Lạ vậy ta. Anh Tình làm hết ly cái đặng dễ dễ quay anh Tình. Giờ tôi đố các mấy nè. Mấy nào tôi không biết mà tôi đếm cái tiếng thơ ma nè. Đếm à? Là một là ha phạm phi gây vun là ôn ôn con gái là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 giờ gì con nó quay mở mai quay cho đã luôn nó vui quá là thường thường là mình vấn chặn đi ra xong rồi ngồi xuống đây là xử luôn á hả. Ừ, chừng nào mệt quá mình bò ra ngoài đó nó mình ngủ bò ra quýt nó ngủ rồi mèo sao trời nó mèo ấm vậy ngủ. Mình bò ra ngoài mình ngủ rồi còn mèo không mình bò ra tới cái góc không hai người này đúng ra nên. Là hai người này bụng bự bia không nên không nên tao hớt tóc mày à tóc người ta vậy mà hớt hoài tao cạo đầu mày à tao đòi hớt rồi hớt người ta hoài tao bán thôi không có tặng cho cái bài mà bán bóng à nói về mẹ coi nó chưa có đòn nữa mà nó mẹ hả à? Dạ, mẹ ơi con xin tặng mẹ một bài mẹ rồi. Coi trên mạng mẹ ấy con có nhậu không chị? Mẹ hiền ơi quê đi. Nhà chữa trong con về miễn bạn đi rồi về ngay xứ người con phiêu bạc bán hằng cho đời bằng đêm mình con mặt khóc nhớ mẹ nhớ cha nước mắt chan cơm mẹ ơi nỗi đau mình con mong chỉ về nhà cha mẹ từng ngày êm ấm buổi xuân con nguyện hy sinh đáp lại mẹ cha gió hiu hiu con gài sầm nhậu nhưng con ẩm ấm bé mà nhưng không có tiền mà ông xã không còn ngàn nữa lấy gì mà mua con không còn ngàn một cắc. Ờ nín đi má ơi. Ờ nín đi con mèo ơi. Chị. Hả? Gió hiu hiu. Gió hiu hiu ẩm con nhỏ. Tao còn một cắt tao là con của mày. Không chị bọng nhỏ kìa đập hơi nó mới giống. Không phải đâu cái này nó nhỏ à. Cái nó ngủ à. Thôi là. Thôi kìa. Tôi làm mà tôi chưa nín là cái con khùng này nó mang cơm hớt trước nè. Con xin lỗi mẹ hôm trước con không thể lo được mẹ. Thôi không. Sao chị Trinh sao? Đọc coi. Mẹ ơi hôm nay trai con trai bà sẽ không về làm đứa con ngoan thì không dễ đường phố bụi bặm con hít lội làm sao với người ta con không hít ở nhà con hít lần lội với người ta quá hay được này chạy theo em kia em nào bố láo đầy tươi toàn đời tôi tan nát hôm nay tôi phải cần say say vô uống nè vô nước biển cái đi rồi nói gì nói
lạ thiệt chứ, chế sao cái mình đọc này học thiệt chứ, dân chuyên nghiệp lót vô là tự nhiên nó ngưng lại lúc gần đây đi nữa ngưng lên luôn. Hay thiệt. Hay ngồi hà lại đâu mà chế mình rồi ai chế mình. Không có chế, cái bình này ở bên cái đét nó gửi về rồi hai chồng. Không, cái bình này á, cái bình này anh cho. Anh nào? Anh cái này làm kỷ niệm luôn. Anh Nghị á, anh Nghị cho nó đó. Anh Nghị bên xã là không có đâu, không có. Không có đâu, ai dùng viền mà. Dùng viền cái đầu mày dùng viền. Hiếu á. Đánh! Anh buồn tôi á trời. Dì á. Nó la hoài mà nó không nghe. Làm lỡ nó chứ nó sao mà nói hoài hả? Thôi. Cơ. Sao? Sao nó đi làm cho mày không đi làm? Mày ngồi đó mày nhậu hoài vậy? Buồn buồn người nào buồn hơn khi cho số phận lạc lòi. Trai gắn ra trai, gái nào phận hay gái, hay tiền hay biến ái mà sao nó phải cái con trai. Chiều chiều em ra công viên hay cặp đò tình, còn em đứng lặng một mình. Quá hay. Mày đi ê con. Ôi, chiều buồn mang mang. Đã. Chiều gì nữa ông nội? Biểu. Nín. Nín hả? Nín làm gì? Chị cũng hiểu cho mình. Nhớ làm vì cũng hiểu cho mình. Khóc làm vì cứ yêu mình đâu. Thôi em hết, chúc em đường hạnh phúc. Thế gian này đâu có mối mình anh. Vô. Cấp làm quỳ vì cung hiếu cho em. À vô nước biển nè. À chỉ đi rồi. À uống nè, uống nè. Má nè. Má má rồi má ơi. Ôi rồi hồi nãy người ta uống rồi. Thôi khỏi luôn liền đi. Quất kèo. Cái nhỏ này nó móc cúng cúng đồ hoài nè. Mẹ con này. Mà đưa cho mẹ nó đi. Nó khổ không dễ đi. Nó ngủ. Nó này nó nhìn vô. Vô nè. Nhìn mẹ nó ít, nhìn tôi nhiều. Mà nói như một kỳ anh ấy nó dòm tôi cái tôi dòm mẹ nó đâu rồi. Sợ cúp điện á. Không mà tới mùa mưa rồi á. Sao con? Sao? Ăn nè, uống nè. Vô. Con tàn đài con trăng, đài con tan nát, hôm nay con phải cần chạy. Dữ không? Mẹ ơi, hôm nay chơi con trai bà sẽ không về. Mà làm đứa con ngoan thì không dễ. Đường phố bụi bặm con hết lỗi thì sao với người ta. Con không ít ở nhà. Uống hả? Uống. Đừng quá đi, không có tiền làm đâu chồng. Ôi! Cái gì ơi? Tao kêu quá cái thằng mua dừa kìa má ơi. Nước biển nè. Không có kêu bà đâu. Nước biển không vô. Nít. Nhánh. Hút hả? Đưa hút hả? Hút. Nói gì đưa giữ con ngồi. Cái đó kìa. Đừng ở đâu của đó đi ơi. Giữ coi giữ coi. Chị khổ tính của quân hay gì anh Bình? Không phải. Mình là 15 năm rồi. Mới nói nha, đừng chụm cái đây. Được không? Rồi, vô. Vô. Không được lên tiếng nha. Được. Má ơi, đình gã con xa. Chim kêu viện hú biết nhà má đâu. Không. Qua nhà má, con xúc gạo hừng ngày hả? Má hả? À, xúc rồi. Gạo hoài hả? Ngày gì vậy? Cái nó. Ngày gì định hay nó cái nó. Định ở trần, bạn ơi. Đừng mình ở trần mình nói là mình người ta lấy cái áo gà má thôi. Ờ đúng rồi. Mình lấy mà. Áo gà. Hết tóc mà hết rồi, tạo đầu luôn. Ừ. Ê. Đó nói chuyện với anh Tịnh. Nói chuyện á. Sao vậy Ní? Ní nhỏ đi lớn. Ní, vô lớn, Ní nhỏ. Buồn làm chi em ơi. Lá xanh thì cũng phai màu. Đúng không? Mình có phai màu không? Không. Lá xanh cũng phai màu hả? Chuẩn bị lên nhạc cho chị đi, chị chắc thôi. Vô đi chị chắc. Vô. Bến xe miền đông, trên có tên chồng vàng hồng. Anh
không cái này không kiếm được. Nằm mơ bông hay người anh yêu trên nghiêm hoang xa. Anh không biết tại sao, tại sao em ra đi em một câu từ ly. Hay em quay trở về người đàn ông em nhớ. Anh chốt cho từng quỳ ngày xưa anh sẽ làm yêu em. Cấp làm quỳ vì cũng hiểu cho mình. Nhớ làm quỳ mình hút một điếu hút một cái. Ai nâng ly chúc mừng hẹn thế. Ai vô đi cái là nước biển em yêu ơi. Vô. Vô đâu? Vô nước biển. À, đưa tôi đi. Ừ. Dễ chơi. Ai đưa tôi đấy? Con 17. Vô. Hả? Có số luôn, chiều đây có số luôn rồi. À, mang đi. Từ từ. Sao? Tin ông xã không? Ừ. Không tin thì chia tay. Ừ. Đừng nói ông xã già. Mắc cỡ không khí khô gì. Hả? Gì khóc con? Ai đưa tôi đẩy? Con 17. Vô số đi. Vô số. Nhỏ này nó không biết hát đâu. Kìa kìa nó mà nó còn thôi mà tôi không biết gì được trời mặt ơi. Ông đưa cho nhỏ cầm luôn. Đâu có, tôi cầm tay nó mà. Nó không biết cái bản nhạc mà Tài Thiên Hánh đâu. Thì anh vô anh Tịnh. Vô đi, ừ đó. Nó không biết cái bản mà từ gian từ già. Chúng có âm này kìa dàn bẩn quan cán trên trần. Bầu công. Kìa dàn nói dàn cắt lử. Nó làm nó làm 8 khúc. Trời ơi quân nghiệp ai gây bắn tao phải đền mạng này nè. Bầu công á. Ồ mấy cái bài đó ra sao đúng rồi. Để anh làm đi. Rồi. Gót đi. Gót cái đầu mày á gót. Vô nước biển không cho người ta vô rồi. Vô cái đầu mày vô. Vô cái trái dừa á, trái dừa anh ba. Tâm lít vụ cho anh. Ba ơi, có anh ba luôn anh ba ơi. Ngon con luôn. Không, mà từ đấy đến nó tôi nói nhắn mạnh nhẹ chút xíu rồi nha, mấy đứa đừng buồn nha. Rồi nhắn đi. Mấy đứa có gặp tôi á, đừng nên gặp. Điện đi. Chứ chắc ăn nè, số điện thoại tôi nè. Có điện thoại luôn rồi hả? Có, cho hai cái lần. Còn hai cái nữa. Chút xíu nữa xin. À, mà cái ở nhà thầy điện được. Ừ. Nó chỉ hát. Kệ nó giờ mà. Cái này ai tặng với anh Tịnh? Không, cái này chú đưa cho tôi. Ừ. Năm Đạt á. Kìa kìa. Đó, kêu à, nó kêu à. Nói chuyện á. Nó kêu á, nó khóc. Nó hai đứa bây nhỏ rồi. Cái tử. Không tin. Nó biết nói chuyện cái tôi đi mẹ mất tiêu rồi. Khi xưa chưa chinh trốn lộ mới bị bắt vào đây. Không, cái này không nè, không cà bậy. Người ta quay không cà bậy. Đúng rồi. Cà cà bài mặt trắng là chị Trinh. Ngày mai tôi sẽ cố quên người. Đúng. Cho dù em có quay về đây. Ngày mai tôi gầy gầy xa em. Đúng. Cho dù em đúng còn mà yêu mẹ tôi. Đúng. Bạc trắng như môi tình đầy. Mau mẹ đến cho cuộc tình hồng. Tình nghĩa đôi ta từ đây con ơi. Nhớ mọi người nhé. Trời nha, nhỏ khóc mà. Gió lưa gió đầy về gãy ăn trầu về sâu ăn cua đưa đưa bình sữa cho nó ăn tịnh dấu không ông nó uống sữa nó khác sữa ông quỷ này nó ác tao tán một khác quay cho mọi người quay sử mày luôn tao á thằng Trần Nhân Gao nè mắc á tao là sao là hai con mèo này nó chết luôn tao nói chuyện hai rồi. Con mèo nó lọt hầm cù tiêu mất anh luôn. Em thì nói chuyện hoàn toàn anh em đâu hai anh em mày ừ. Vậy con ấy con sao con đứa nhỏ này chị Trinh hai cho con mà đủ ngựa cái đây đứa nhỏ này chết không của mày không nó là vũ à. Không con nó hết chưa nó là vũ à. Mà nói hết chưa hết rồi hết nín nó là vũ tôi mà một khi mà tôi mà trước khi mà tôi dùng cái này ra nước biển này đi tôi hẹn mới ní á khi xưa tôi không có khi làm khi xưa tôi trốn lộ cảm ơn mẹ hỏi gì đâu tôi đố rồi mẹ đi đâu mẹ cho bú nha mẹ cho bú nha rồi mẹ cho bú ôi ơi nãy giờ đang thiếu hai mẹ ở bên anh Tình không chịu rồi 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 r
Mỗi hiếm đi. Rồi 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 con nín 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 con. Nín 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 đã chó rồi chó rồi mày hả ly kìa đưa ly chó rồi chó nè mày không biết đâu chó này nè rồi cái ly đâu rồi ly đâu ra ông giấu mình gì cái ly không giấu mình đâu lấy nhảy ngổ ra ta la cắt nửa dùng chân ly 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 nữa rồi ừ nó 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 tôi cầm đứng gì rồi cho bà gót đi không tình nãy giờ làm bài nguyên lên tình nãy giờ có khúc khúc mà làm bài nguyên đấy nguyên mà nguyên cái bản gì mới được chứ bản bản gì cũng được bản bản nào đông hay sơ hay cho đông sơ cái phan ta cắt nửa dừng chân nó mới hót được rồi vô cắt nửa dừng chân đi thôi bây giờ là mình để nghiên cứu một cái nghiên cứu có bản chính ra nữa đó còn tiền không còn bắt đầu không tiền hả ừ hết rồi gì sạch bách ai lấy rồi sao ông mua cái chai xịt kiến mà mấy chai xịt kiến này xịt ngủ nó chết nha ơi vui hả rồi ca đi anh lính rồi vô bãi đi bãi bắn đi anh tỉnh mà ca không có đồ sao ca mà trình đã sao tôi đánh được ẩm nhỏ nè đưa đây đưa nó được. Tôi đánh một tay luôn trình có nón kìa tôi đánh một tay luôn đưa đây đưa cho bà đây đưa cho trình tận cho tôi đưa ra 10 ngàn đây trời ơi hết tiền rồi lấy đó ông này mà ông này cũng chơi chứ đã đáp nữa mà được nghịch nha đỡ nóng đi tránh nó tao nhục xong à uống con có 200 rưỡi à cái miếng lâu quá ờ rồi mẹ đây này đây xuống nó sáng nắp thùng á rồi nó vỏ lên qua bên trời cái mình lấy đồ đó học vô, tắt hết ra hết rồi xài tiếp. Đây 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 đây. Bây giờ tôi đố ní đầu tiên nè. Đầu tiên có tiền đâu á? Chút xíu có tiền đâu? Á, nghe ăn gà gáy không? Rồi. Lấy cái nón đưa cho bạn vậy anh. Rồi không. Mà đánh được. Cũng ra khỏi nhà luôn. Mấy nhỏ này mắc sử. Cắt. Ừ. Bỏ luôn, cắt cử bỏ luôn rồi bà nhìn nha. Tôi cũng không đưa bảo bà nhìn. Trời trời, tôi đố mấy ông nè. Má tiền đâu trời. Bây giờ tôi đố nè, 1 giây luôn nè. Đi trên đó. Đánh này còn, đánh này còn. Nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh, chị Trinh thèm không chị Trinh? Nước biển á, ví dụ một ngày không có là chị thèm không? Thèm không chị Trinh? Ừ. Thèm không? Ừ. Không hả? Chua. Ê, chị Trinh. Ngủ. Chị Trinh không có uống nước biển bây giờ nó có gục tay không? Hả? Không. Đâu có gục. Đây, 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 đây. Tôi sửa đàng hoàng nha. Bà xã. Nè, mẹ lót cho uống nè. Ừ, nó con này nè. Ừ.